nó đẹp khỏi với là thấy nha Tường. Một bảy ba. Cái mì nữa tao làm tao biết. Nói chuyện cứng lắm. Hello mọi người. À, bấm lộn xe vô cái group kia rồi. Mồ, ngại quá. I can do a video. Okay. Ừ. Thật ra mang nhiều một chút xíu. Không có đâu, cháu lòng là tại nãy em lên tiếng đó. Cái em mới nói là thôi, em biết nấu cháo. Để em nấu cháo đám mọi người. Hết rồi mọi người ơi, hôm nay là hết rồi. Mỗi thằng ba thằng đàn ông, mỗi thằng ba thằng đàn ông chụm lại cờ một cái thằng đứa đàn bà. Ừ, hay Lucy. Cháu chửi gì cháu, máy nó chửi gì cháu mà cháu lại im được. Hỏi mình về cháu. Khách vô kìa mọi người ơi. Đây mình làm ôm rồi. Ờ, cháu. 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 Hai bao nhiêu? Ghê vậy đó. Chú ở đây hơn đây. Chú con mò. I do the fan chip chip. I do the fan. You want the fan chip right? The oval chip right? You want the white? Two, right? Okay. Yes, I do the white too. That's why this one is blue. Okay, for that one, we just take care of it. Okay. I shall... Này mình làm ombre màu... Sò lệch 120 hết luôn tại Cali. Có nhà... Cái gì? Bà rớt của đó bắt cho bà đâu mà. Cái chữ mày á, tự nhiên mình vui mình trả lời rồi. Chào này bà vú kiểu mà ưng, đúng là ưng Mỹ chứ đồng ưng Việt Nam chắc. Tôi đang lấy tiền. Kêu là cô đám ưu với vợ chồng kể nhau lấy cô làm quê là đủ má, chào là đủ mà lấy cô miếng không có trời trời. Đủ mà không. Không kịp ngóc nào lên á. Rồi. Hello cả nhà nha. Hôm nay mình làm ombre với lại bông CD nha. Chắc ngày dặn đồ má dặn bữa nào dặn tối cho với tối cùng lớp. Chết tôi trời trời. Nói sao? Hôm nay anh phải làm cho em. Bù hai hàng trong tiệm đó hả? Hi Bobby, no, how are you? You want this or you want like this? I don't play if you own it. Thầm mày ơi. Coffee shop. Not this one, but a tip of swear. You want like that or you want coffin? Like this one. Okay, that's tip of swear. Okay, cái tip of swear này mình sử dụng cái món coffee shop nha. Đó, mình đã nói mình live stream nữa nữa. Cần đi. Tự nhiên chị rất chị xe qua trong cái lúc đó thì tình luôn á, bấm nhanh quá đó. Đó thì... Vô hết rồi nha. Em đó đi buồn nha.
Trời, đẹp quá. Hồ hồ đẹp quá. Em vẽ xong đó làm xong quần xếp. Phải lâu. Cái móng này á, mình có thể làm cái móng có phình dài hay là móng vuông, mà móng vuông vừa. Okay, how long then? Light the picture. Okay. Okay. Yeah, we do. Mới bắt đầu sao tắt được trời. Nói sao vậy? Làm màu solid 120 với lại 71 nha. Thôi, thấy cái màu đó chị. Thấy rồi. Nó có ngón ombre à, mình tưởng nhiều. Thì mình làm hô hào lên ombre thì kia dữ lắm. Cuối cùng lại có ngón. Cái con bị hai là chạy. Xúc áo xúc quần luôn á, lo gì. Cái này cũng được.
Sao vậy là qua đây nó làm rớt của mình tay đâu rồi ta? 120. Cái này nó có cái nhỏ nhỏ nè, cái máy xay nó có được cái too small. Cho anh 10 hữu clear em ơi. Ok anh Kevin, nhắn tin cho em nha. Rồi anh muốn hữu bao nhiêu ao? Anh muốn hữu bao nhiêu ao? 2 ao cũng có nè, 12 ao cũng có, 22 ao cũng có, 5 phao cũng có nha. Sao nó cười dữ trời. Hello anh Trần. Sẽ làm mỏng chút xíu. Full set. Cái này mình có cái máy xay, mình xay nó nhuyễn anh.
giờ không có được cộng vô. Không, em không có cần đâu, tại Tú giúp em lấy hồ gạch đi, xóa đi cùng em. Tại Tú giúp em bắt buộc rồi. Rồi anh chỉ tiền cho em làm, nhưng mà anh làm cho em đâu còn vẽ là em lấy tiền. Cho anh được vẽ em lấy tiền. Ừ, vẽ phải lấy tiền chứ. Vẽ phải lấy tiền, không còn biết nó giùm làm cái gì hết á. Em tưởng là đột qua đổi lại. Không. Không có đổi. Màu nu số thì số 71 nha. You like it? Yourself? Yeah. The edges are really rough. Mm-hmm. Yeah, I file, yes, yeah. Okay. When I'm done with the top coat, I file a little bit. Mình làm ombre. Ombre. Chết nèo. No, bao nhiêu đấy? Oh, thank you. Okay, thank you. You want to do that on the bed? Come here. Màu này là 120 với lại 171 đó chị. 120 và 71 nha chị. Ly quỳt em xài kiso với lại em mix chung với lại cái ly quỳt mau khô nữa nha, chứ không phải là một thứ không nha. Vừa lưu vịt chiso, vừa lưu vịt bình thường, mau khô nữa, mình mix chung với nhau 5 năm. Tùy theo cái thời tiết của mình mix, nhiều lúc lạnh quá thì mình mix cái mau khô nhiều hơn. Nhưng mùa, tại vì nhiều lúc trời ở ngoài lạnh đó, mà trong tiệm nó cũng lạnh thì mình mix, nhiều lúc mình mix có 2 phần cái chiso thôi. Mình bỏ tới 8 phần của cái mau khô rồi, nếu mà lạnh quá. Có bán ở supply chỗ nào mà có bán chi sổ ở supply thì người ta có bán, cái supply đó có bán. Mày Việt Nam cũng ác chứ em. Đất cầu của mày chạy đi cướp gái rồi mẹ. Sang tên Tây Tân rồi đó. Màu chạy đi cướp gái rồi. Chào chứ.
tên như nhau. Mình bỏ thôi. Thank you.
ai chưa xong chưa? Lần tâm Chat, you want more long, more longer, or you want same length? Maybe a little longer, maybe the same length. Hello Khai, khỏe không? Khỏe không thầy giáo? Your nail is today with the nail in the crystal diamond, the normal, and the diamond, the gold grade is the $100. Chọc quà nha. Nha ông thầy, ông thầy giáo. Cái gì? $100 special nail. Em đỉnh rồi, vô ghẹo nữa. Cọ sao mà lên giá quá Khai ơi Khai. Trốn bán luôn á Khai. Giờ là chị Hân mang bao tay đột nào được luôn á. Nó bị tê hả? Khi mình mang bao tay cho nó bóp cái tay nó. Không mang á thì vũa hả? Tét hết móng. Nó làm gì vậy? Nó làm gì mà cho? Ừ.
Mình không có bao tay chắc nó bành luôn móng cái luôn đó, nó mòn cái chân luôn. Ừ, cũng nhờ. Ừ. Ừ, nó cũng rít 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 nữa. Ừ, nhưng mà bây giờ cái tay chị nó bóp á, bị tê. Ừ, tê giờ đeo không được luôn. Nó quá, nó quá, nó nhảy tưng 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 tưng. À, chuyện bị hoại gì. Em có đi được chị Phúc Hồng. Hello chị Jenny. Chị Jenny. Jenny Trần. Jenny có nghe bạn của chị hả? Quang Quang có điện không? Dạ em khỏe nè. Chị nghe bạn, chị nghe tiếng bạn chị không? Nó vang lên đấy không? Chị Jenny lúc trước chị học chung á, chị tên gì vậy? Trời ơi, giỏi lắm chị ơi. Để chọc cho nó chửi nè. Bạn em nói làm gì, em nói tục dữ vậy Châu. Chị tên Jenny nè. Bạn nào? Bạn em mà hồi xưa ở Việt Nam đó. Chị tên Thi, nó hung dữ lắm. Nè, chị nói là nó hung dữ lắm. Đó, thấy chưa? Đó, chị Thi, đó thấy không? Đó có nè, con sẽ đi rồi phải nói chơi đâu. Chị mà chị vô sớm chút xíu nữa là chị nghe cái chửi dữ nữa. Giờ chửi ít đó chị. Thấy chưa? Em sống sao mà hả, bạn lên hả, gầm lên em mà hung dữ thế này thế kia vậy hả Châu? Thấy không? Hả? Nói em là hả, hung dữ quá đi à, thấy chưa? Đó. Nói chị Thi khỏe không? Nói chị Thi khỏe không? À. Lát nữa ngâm rồi đó, lát nữa ra xe nó gọi chửi chị. Chị cẩn thận nha. Lát nữa ra xe nó nã chị rồi đó. Đó. Con thấy ở
ngoài nó dài quá trời luôn. Ừ, thấy chưa? Ừ, ở ngoài nó dài mà vô hình ngắn nha. Ừ, thấy ở ngoài nó dài, em nhìn hình cái nó cánh có tí nào. Ở ngoài thấy dài, cái móng nó dài quá trời. Chị chưa, chị về lát nữa xong á. Chị rủ em về Việt Nam chơi rồi chăng? Nói thì quốc tịch xong rồi hai chị em về quậy banh Sài Gòn. Nó nói chị cũng đâu vừa đâu, cũng không dữ lắm. À, giang hồ nhất luôn. Bạn giao ở đâu đây? Giang hồ nhất luôn. Đó, thấy chưa? Đó, đâm chém lẫn nhau đi. Phanh phui lẫn nhau đi nha. Phanh phui lẫn nhau đi. Không, à, nó giống nhau hung dữ. Nói chưa? Ok. Đó, thấy chưa? Thì chị Thi khi nào rảnh ghé qua em chơi nè. Ghé cho Châu thăm Châu nè. Châu qua giờ tình yêu nha. Đó. Chị đó là chị trên này á. Bạn Chí lát thì chị Thi vô nghe lại khúc đầu nha. Chị đó, thấy không? Chị la tiếng lớn, la tiếng tốt cho chị đó. Cho qua Mỹ về tình yêu nha mọi người. Bơi. Hello Lancy. Cái này là cái đầu dũa xếp tì nè mọi người, mấy chị nè. Xếp tì nhưng mà nó không có bị số. Nó không có bị cắt tay nha. Khoảng vài ngày nữa là em có lại nha. Cái đầu dũa mọi người bữa giờ hỏi á. Vài ngày nữa em có lại ha. Làm gì vậy? Ủa, tớ em làm hả? Hả? Em làm hả? Không. Chứ làm gì? Chứ vậy mà. Ồ. John Nguyễn. Hello, anh David. Ở bên đâu? Anh chị Thi mấy giờ vậy Thi? Chở đi băng nào? Hả? Louisiana hả? Louisiana hình như là giờ hình như lớn hơn đây 2 tiếng phải. Bây giờ có phải là 9 giờ không vậy Thi? Bên chị á. Chắc là chứ
9 giờ lạnh tiêu. Trời ơi. Dã man chị. Chị nói chị lạnh tiêu chim luôn. Chị thử giữ hơn em nữa rồi đó Châu. Đó. Chị trên này, chị trên này thứ dữ hơn Châu nữa rồi đó. Vậy là em lầm hả chị trên này. Ở đây cứ quýnh lộn, cãi lộn nhiều nhiều, khóc lóc một chút xíu đi, mình có đồ mình ăn. Cứ cãi lộn khóc lóc đi, rồi mai mình có cà sữa rồi mình uống ha. Hôm nay Yến nó đãi nước rồi, tới anh Tú đãi đồ ăn. Vậy hả Tú? Vậy mai chị đem khỏi đem đồ ăn nha. Có biết nói khỏi đem đồ ăn rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những làm người ta ấy á. Xích không? Mua đi. Em tuổi gì? Em tuổi gì? Con gà. Gà đó hạp với con rồng. Con gà không? Không, không con gà. Con rồng. Rồng lồn. Chị á, chị tuổi đó là nó hạp với con rồng cho nên chị mới xài con rồng. Nó mất con. Nó bậy nè. Em giận mai mua trà sữa nha. Vẽ gì đằng đó vậy? Mùi ngó. Vẽ gì? Vẽ tác phẩm nghệ thuật. Hả? Mặt cười là bắt quái rồi. Hai chị Vanessa Phạm. More shoulder. No, you're good. Rồi. Đó, vung vậy nha. Móng này là móng vung nha mọi người. Vung nha. Bên chỉ là giờ 9 giờ rồi. Louisiana.
giờ là bên đó lạnh, bên đó sư Dũng làm ở đó, sư Dũng ở đó. Bắt đầu qua Dư Thà chơi chị Chân này. Qua tìm em chơi. Bạn học Caliban của em hả Châu? Hả Châu? Giờ đi qua cùng lúc á hả? Giờ đi qua đây cùng lúc á hả? Không, ý là qua cùng thời điểm đó. Phải không? Ừ, sao hay dữ trời. Giỏi quá vậy. À, lâu quá chị Trinh Đì không gọi em mua gì trơn à. Ừ, lúc 5 năm trước không? 6 năm đúng rồi chứ, lúc đó chưa. Hình như lúc đó nó vẫn còn học á. You want matte or shiny? Hôm rồi hả? Để bông tôi đi lên thế này. Okay.
Bây giờ mình phải bông chi đi. Em ơi đừng tin nó lừa đó. Đang tán người ta mà người ta kêu có bầu rồi, xong rồi đấy. Ha. Cái okay, quá người ta kêu có bầu rồi xong rồi. Sao cái bao tay này nó kỳ ghê á, nó sao mồ hôi dễ sợ luôn á. Trời nóng quá chứ, bao tay vô bao tay. Vẽ bông hoa thì điên ha. Thì điên nhưng mà gắn dày cục đá. Hello anh Vũ. Long time no see. Yeah. Gặp thì đã yeah thì yeah. Ra mà yeah yeah ngoài. Hai Vũ, khỏe không Vũ? Ê, Vũ vô mấy đứa ơi. Vũ vô mấy đứa. Vũ vô, Vũ vô live stream. Vũ vô nghe mấy đứa. Mấy đứa tập tự nha. Hello Vũ. Chừng nào Vũ qua? Vũ. Em nhớ Vũ quá. Thả tim nè Vũ ơi. Ở đây nhớ em quá trời Vũ ơi. Khi nào qua Vũ? Cái này em qua. Cái gì trời gì? Cái gì mà trời? À con bé à. Con chim yến. Hello Vũ. Biết ai em Vũ? Biết ai không? Biết ai hello em không Vũ? Hello Vũ, who are you? Ok. Tìm thấy. Thấy chưa? Ai vậy? Sao lại vậy gì? Hết tháng là ngày mấy em qua vậy? Ngày mấy em qua? Trời, cái gì mà trời hoài vậy? Ồ, biết Cường Baby luôn. Hello Cường Baby. Cường Vũ nói hello Cường Baby. Cường BD mới chịu à. Cường Baby. Hello Vũ Cao. À, quên, em quên, anh cũng tin Vũ. Cái gì trời. Phải. Em quên, sorry anh Vũ. Sorry anh Vũ. Thì ra anh tưởng nãy giờ C2 anh đúng không? Ngại hả? Hơn anh, ngàn lắm. Ok, switch in. This one. Ngàn lắm gì? Oh, sorry. Ngài phải mấy trăm ngàn chứ.
mấy trăm ngàn Việt Nam, đúng không? Vũ nhớ chị em mình không Vũ? Về Việt Nam có nhớ tụi mình không? Em quên là anh cũng tên Vũ. Đây nè. Đó, đây á. Hay lý nè, khi nào qua Atlanta, em định hè em qua Atlanta. Định hè qua supply của anh Thanh. Để em nói anh Thanh cái đã. Rồi hè em qua. Nhớ tiếp đãi nồng hậu nha. Trải thảm rồi rước nha. Mà anh rước em được không? Chị Tâm lấy hộp mới lên nha. Nếu gì anh nghe chỗ mà Tina Supply đó. Hai chị Ly nè, khỏe không chị Ly nè? Khỏe không? Cái gì Vũ? Chị có biết một người này gắn hoa, gắn hột xoàn thiệt luôn á em. Bữa nào qua đây chị đưa cho coi. Ủa quá chứ bữa anh biết mà, bữa anh nói là anh biết mà. Bữa anh nói anh biết supply chỗ đó mà. Như thế nào supply đó? No, không, bữa nói anh biết Thanh với lại người vợ là tên Thảo đó, biết không? Không, bữa anh có nói anh biết. Em qua đây có nhiều cái mà em giật mình lắm á nha, em hết hồn lắm á. Về sướng quá, quay hết mọi người luôn ha. Ừ, giờ mới thấy cái giác cái mặt nó vô. Tệ ơi là tệ luôn vậy đó. Chắc đang gây lộn với chồng. Mẹ, thầy cha ơi, người ta đang hạnh phúc. Chứ hạnh phúc là đâu vô đây coi chị. Đúng rồi, mắt chốt là tôi thấy. Qua đây, em qua đây có nhiều thứ rất là mới lạ. Vậy rồi, tưởng ra tách miếng câu hút mới tiền nha, chứ được. Em nếu mà em qua đây á mà em nhớ đem thủy chứ không phải thủy à, thúy à, đúng rồi, thúy chứ không phải thủy. Thúy gì má, đúng không, biết không, biết thúy không? Thúy đó, thúy là vợ của anh Thanh đó, biết mà, đúng không? Thúy. Ừ. Anh cần đó không? Okay. Bông 3D nha. 3D bóng đê. Chứ em chai acetone đây rồi. Nè, nhiễu vô một ít nha. Dễ vô mình ít để cho nó đứng một lại nên mình dễ vẽ. Super white. Vũ thì tới mình móc không cuộn giấy gì trời. Biết chưa? Good night. Chào. À, Lý hả?
Mình có bị gì không bạn? Tự nhiên lấy cái tay này ra. Con điên. Tự nhiên nó dày sọc dày sượt. Khi mà mình bỏ acetone vô, cái bột nó mau đúng mau khô để cho mình chỉnh nó dễ. Nó dễ hơn, nếu mà mình để bột nó chảy quá, đợi nó hơi lâu. Đợi nó hơi lâu. Khi mà cái mặt bột nó mờ đi, mình hãy ép cái canh hoa. Nhưng thôi nếu nó ướt quá đó, mình ép nó ra nó không được sắc sảo. Mình sẽ nhiều vài hộp acetone vô nha. Các bạn ơi, so cute. Đó. Mình không mình nhiều vài hộp acetone cho nó đúng. Mình không nhiều nó chảy lắm. Cánh này mình kéo dần dần. Nó ráo nhìn nó mà bụng nó mờ đi. Mình hả? Cho nó cái này nó nhọn ra chút xíu. Hai cánh trước. Cái mũi còn kéo hai. You didn't go in there. Đó. Khi mà nó mờ liền ha. Thì mà tại vì nó có acetone. Còn nếu không có acetone thì mình đợi hơi lâu.
không chị? Không biết nữa. Biết còn không nữa. Gì vậy? Học lắm. Son thì mình nó không có chảy nhiều, mình chỉnh nó nhanh, mà chỉnh ra cái hoa, cái cánh hoa nó cũng nhìn nó sắc sảo hơn. Okay. I take a picture. Bye bye mọi người nha. Mình đã xong rồi. Ở nhà.